là nó cái này nó kéo ra được. À, để đi đánh xe như nãy chứ còn không từ ngoài kia vào mệt lắm. Sau khi mình hạ xuống xong đúng không ạ? Mình đóng vào. Đó, đóng kít. Còn cái này thì mình mở đây ra. Cô đi lấy gì giống mà cho ăn. Đấy đi. Rồi bây giờ là xong hết, mình kiểm tra xong nhớ là đừng có để que củi trong này ha. Rồi sau đó mình mở CD lên cho mình chạy. Hai cây vào một đường. Ô, đúng rồi. Hai cây đấy. Hả? Đấy.
xem này, ăn quay đây này. Đây, khi mà mình cho xuống thì rau với lại các thứ này nó sẽ nhuyễn đều nhau hết này. Còn nếu mà cho gà con ăn thì thực ra là như này là ăn quá ngon rồi. Con kiểu như là có cái là mình khỏi cần chỉnh gì, kiểu như ha mình để mạnh xuống là đúng là rồi. Nó to thôi, còn ha đúng mình rồi, đúng là rồi. Nó nhuyễn là chứ đúng vậy rồi, còn mở cái nắp này lớn lên nó ra nhanh hơn thì nó to nữa. Dạ. Nếu mà cho gà nhỏ ăn bình thường á, thực ra băm như cây chuối vừa rồi là băm để cho gà con thì con ăn được thì một cây chuối trong vòng tầm 40 giây. Còn nếu mà người ta băm cho heo thì một cây chuối chỉ khoảng 20 giây thôi. Nhưng mà một cây chuối này mình sái tay mà băm thì chắc cũng cả tiếng. Cả tiếng ngọt quá. Dạ. Cái gì cái hai cô chú thấy hai ăn chưa? Được rồi. Rất là nhanh. Còn mấy ngày đó. Dạ. Có như lên hai vai đó. Rồi, xong rồi cô rút điện ra xong. Uống nước rồi. Vâng, vâng. Cái này mình xài. Mình xài xong á, mình tháo cái nắp ra, mình rội, múc cái xô nước mình rội qua đi cho nó sạch thì mới ra.